Trong ngày 8 tháng 4, các cơ quan báo chí đã phản ánh đa dạng nội dung liên quan đến ngành công thương như xuất nhập khẩu, tiêu dùng, công nghiệp. Trên báo Công Thương có bài Xuất khẩu nông thủy sản sang Trung Quốc, vì sao doanh nghiệp vẫn loay hoay? Tác giả bài báo chỉ ra, sau hơn 5 tháng triển khai đăng ký xuất khẩu trực tuyến theo lệnh số 248 về quy định về đăng ký và quản lý doanh nghiệp sản xuất thực phẩm nhập khẩu nước ngoài của Tổng cục Hải quan Trung Quốc, đến nay, nhiều doanh nghiệp của Việt Nam vẫn đang loay hoay trong việc đáp ứng các quy định. Các khó khăn chủ yếu là do trang web phía bạn liên tục nâng cấp, vừa thực hiện vừa hoàn thiện mà chưa được hướng dẫn kịp thời nên gây khó khăn trong quá trình thực hiện công việc. Mặc dù gặp khó khăn trong xuất khẩu nông thủy sản sang Trung Quốc, hàng nông sản Việt Nam đã gia tăng thị phần tại nhiều thị trường khác, đặc biệt là mặt hàng trái cây. Đây là nội dung của bài báo Xuất khẩu trái cây Việt gia tăng tại nhiều thị trường của VTV News. Theo dự báo mới nhất của Ngân hàng Phát triển Châu Á ADB, riêng sản lượng nông nghiệp dự báo sẽ tăng 3,5% trong năm nay và có những sự đóng góp tích cực của mặt hàng trái cây. Việc cấp phép xuất khẩu hoa quả tươi vào các thị trường lớn như Mỹ, EU, Australia và Nhật Bản không chỉ đem lại nguồn thu mà còn góp phần khẳng định uy tín, chất lượng và vị thế của nông nghiệp Việt Nam trên trường quốc tế. Lĩnh vực công nghiệp cũng là một chủ đề được báo chí đề cập tới trong ngày 8 tháng 4, trong đó có bài phản ánh của báo VOV về tình trạng thép tăng giá, ngành đóng tàu vắng khách. Bài báo chỉ ra việc giá thép tăng cao nhất so với các vật liệu khác đã gây khó khăn cho ngành xây dựng. Đặc biệt, ngành đóng tàu sắt tại tỉnh Tiền Giang đang vắng khách, nhiều doanh nghiệp đóng tàu đang gặp khó khăn vì chưa có hợp đồng mới. Trong lĩnh vực năng lượng, Thời báo Tài chính có bài Trình Chính phủ quy định cơ chế đấu thầu mua điện từ dự án điện gió, điện mặt trời. Theo tác giả bài báo, nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư điện gió, điện mặt trời, Bộ Công Thương đã có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế đấu thầu mua điện từ dự án điện gió, điện mặt trời. Lĩnh vực tiêu dùng luôn là đề tài được quan tâm trên các phương tiện truyền thông. Trên báo Tuổi Trẻ có bài Bộ Công Thương lấy mẫu kiểm tra kẹo trứng Kinder Surprise bán tại Việt Nam, đưa tin về việc loại kẹo này bị phát hiện nhiễm khuẩn tại châu Âu và Bộ Công Thương tiến hành kiểm tra sản phẩm này tại nhiều cửa hàng. Mặt khác, với các mặt hàng thực phẩm giảm giá, báo VTV News có bài Nhiều loại thực phẩm giảm giá, người tiêu dùng có thêm lựa chọn. Theo bài viết này, việc giảm giá khiến giỏ hàng đi chợ, sắm sửa cho bữa ăn của gia đình đã có thêm nhiều thực phẩm rẻ hơn trước. Ghi nhận tại một hệ thống siêu thị, giá khoai tây giảm khoảng 20%, bắp cải 40%, thanh long và dưa hấu giảm từ 40 đến 50%, hải sản, thịt gà giá vẫn bình ổn.